Luôn xì. Luôn xì. Hello, xin chào tất cả các bạn. Quay trở lại với cả Gato. Các bạn ơi, hôm nay là một ngày cuối tuần cũng như bao nhiêu ngày khác. Nhưng mà tuy nhiên hôm nay là bạn Gato cùng với cả gia đình sẽ đi ăn ở ngoài nhà hàng các bạn ạ. Nhân diện là sinh nhật bà ngoại. Hãy các bạn cùng xem này. Bạn sàn xì. Bạn bớt xì gì đấy? Bạn xem đi thật quá. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, bạn bớt xì đã trang điểm rất là xinh luôn. Các bạn thấy phấn đúng không? Đấy, son môi là gì? Bạn sai gì với son môi? Đây là bà ngoại các bạn ơi, cùng xem nha. Đây, đây là anh. Ra, xe con đúng. Rồi các bạn ơi, bây giờ thì sẽ đi. Đây, đi ở bên Gia Lâm này, bên... Rồi các bạn ơi, sẽ đi bên sang bên nội thành các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, bạn Toshi cũng đã chuẩn bị xong rồi. Rồi ra đi nhanh lên. Cô Si đang làm đẹp nhưng mà không theo ý muốn là đang khóc các bạn nhỉ. Ôi. Let's go. Rồi các bạn ơi đi thôi. Ai đi xe của con thì đi ra chợ. Ta để chợ đây. Thế xe kia đâu, chỗ đâu? Nó đã đi hết rồi. À đến rồi đi. Đi thôi, đi rồi các bạn. Rồi đi cạnh các bạn. Mình like trước, chúng ta vô trước. Rồi các bạn ơi, mình sẽ đi ra ngoài đấy trước để mình lấy xe nhá. Rồi các bạn ơi, đã đi gần ra. Ủa, bạn ơi, xin đâu rồi? Nấp thì gì gì không? Chừng cái tí thôi, một đứa trẻ con ấy nhỉ. Rồi các bạn ơi, vậy là gia đình bạn Rosie đã đi ra đến nơi rồi, cả ông bà là một người đang lên xe. Rồi không cần ngồi cái trang đâu. Hãy đi ngồi, bạn cho ông ngồi đi. Đấy. Còn ai cơ? Còn đi xuống đi. Thế thì ông để ông lên. Chưa, đang đến đâu. Cho xuống cứ để nhà. Đây là nọ cũ. Còn có 2 viên thôi, 2 ăn rồi. Lại mong rồi. Được chưa? Lên đâu phải cho xuống à? Lên ông cho xuống à? Rồi đi nha. Rồi bây giờ ông đi ra nhà hàng xem là mẹ. Thế sao ông chưa bảo không phải ra nhà hàng xem, mẹ ra nhà xem. Các bạn ơi, vậy là đó thì bạn Gosi thì đã đến nhà hàng Cook Sen rồi. Đấy, xe thiết kế của ra anh đã ở sân. Còn mình thì phải đi gửi xe. Rồi bây giờ đi thì bạn Gosi và các bạn nhỏ. Ô, hay nhỉ. Rồi, ở đây đang có chương trình văn nghệ rất là hay. Tất nhiên thứ bảy chủ nhật thì đều có chương trình văn nghệ thì phải. Để đi tìm bạn Gosi đấy nhá. Ô. Đâu rồi? Mà ở sân đó, ở sân mà. Wow, đẹp chưa? Khách đến chơi nhà các bạn ạ. Rồi các bạn đã tìm thấy ông đây rồi. Bà đâu biết à các? Xin giá. Đi chụp ảnh à? Vâng. Các bạn ơi, đã tìm thấy ông rồi. Có bà và các bạn nhỏ đi chụp ảnh kìa. Đi tìm thấy bà không? Ô, đây có trò chơi gì đấy? Ở đây là trò chơi gì đấy nhỉ? Đá bóng. Nghiền. À, các bạn ơi, đây rồi, vậy là đã tìm thấy. Ui, chạy đã, ui. Đấy, các bạn ơi, vậy là đã tìm thấy 3-4 bà cháu đây rồi. Sao ngồi đây chụp ảnh này, ở đây nóng chết đi được ấy. Trời ơi, hôm nay trầu xinh ấy nhỉ. Nhìn vào đây. Mình có đặt ở sen quốc tế 49. Bạn đến quốc tế. Thế gọi cho nói đi. Thì vào đấy thì nó chỉ chứ. Ôi nhìn còn nhiều chứ. Ra xem đi. Quá nhiều luôn đấy. Không, bóng bay chạy con cầm vào đưa được ai cầm cho. Đẹp chưa? Ôi. Siêu đẹp luôn đấy. Sao nhiều thế này nhỉ? Ủa, anh Ninh đứng đây với chủ cho cái ảnh đẹp lắm ấy.
Rồi quay bạn đây, nào có An đứng bạn chụp ảnh không? Chụp cho cái ảnh nhá. Mẹ ơi đừng có mua nữa. Theo An không ai cầm đâu. Nhìn đây. Cầm không ai cầm được đâu. Theo nó cầm vào. Đây này các bạn ơi, có cả con lợn con đấy này. Kinh nghiệm rồi bao nhiêu lại. Ủa nhìn An đứng nhìn trong đây. Nhìn lại. Ghê chưa? Quá đẹp luôn. Con làm lợn này. Con lợn này các bạn ơi. Là bên chạy đấy. Đi. Đi đi vào kia đi. Rồi. Cá đâu? Rồi các bạn ơi, bây giờ thì sẽ theo chân bạn đó xi để quay cá. Các bạn ơi, nhà hàng này nhớ buổi vào thứ bảy chủ nhật thì vô cùng đông luôn đấy. Đấy bây giờ mình sẽ ôi. Nhiều cá đấy nhau, ôi cá to đấy. Con ném cái gì cho nó ăn được không? Ê cá kìa. Gọi nó ra đấy. Thôi đi nhảy xuống bắt đi. Có một cái vòi phun nước kia để cho cá nó thở kìa. Ba ba thở nước kìa. Thôi con đứng lên cầu bố chụp ảnh cho. Bái con Si ơi, con thích chụp ảnh không? Ảnh nào ảnh nền lên trên kia. Hãy đứng lên chụp ảnh không? Ảnh nào làm ảnh nền. Đi con đứng lên trên kia. À có ai ăn khế trà vàng kìa. Cái khế kìa. Cái khế đấy. ngồi lên cười. Con ngồi đằng sau ôm mọi người. Con ngồi trước ông cổ tay bà. Ông cổ quá. Ngồi vào. Hai xe ngồi trước luôn. Ôm đi. Rồi, nó bay được một con chặt đi. Rồi. Bạn ơi, nhìn cái khế này có ba quả to đùng luôn. Trời có quá đấy. Siêu to luôn. Đây là cái khế thật luôn đấy. Nhưng mà quả, cái khế thật nhưng mà quả khế thật thì rất là bé. Còn cả quả khế giả rất là to luôn. Hay là quả khế giả luôn đấy các bạn ạ. Phần trên kia có quả khế thật thì bé tí luôn. Thế này đang xin tiền này, đang xin tiền này. Đưa tay đây nào. Mọi người đây rất là đông luôn đấy. Uầy. Ôm vào ông ấy. Ôm vào ông đây bàn nó. Nó mỏi cánh nó cho rơi xuống biển đấy. Kéo rơi biển nhá. Rồi đây, đặt 1-2 bạn. Các bạn chia. Ok. Các bạn ơi, vậy là gia đình của bạn Cô Si đã đến càng ngày càng đông đủ rồi. Có cả bà thông gia nữa. Bà đang bê hoa để tặng bà ngoại kìa. Ôi giời ơi. Trông bà thông gia với cả bà ngoại trông giống nhau ấy. Bà được một bó hoa rất là đẹp luôn ấy. Rồi, kia là gì mình. Đây, các bạn ơi, nhìn bà ngoại bây giờ gia đình đang chụp ảnh kỷ niệm luôn. Một kiểu gần nữa nhá. 1, 2, 3, 2, 3. Rồi đẹp rồi. Anh chụp một cái là gia đình. Đấy, bây giờ là gia đình của bạn Công Si đang tranh thủ để chụp ảnh kỷ niệm ấy. Đây là hai bà thông gia chụp ảnh với nhau. Đây.
đây là hậu trường rất nhiều các máy quay đang quay để chụp ảnh hai bạn. Rồi bây giờ chuẩn bị đi vào thôi. Tí thôi các bạn ơi. Vẫn còn chụp. Và gia đình bạn con si đã đến rất là đông đủ, đầy đủ lắm rồi đấy. Và có một bó hoa rất là đẹp luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến vào trong phòng ăn thôi nha. Con si. Con si. Con si.